Theo thông báo từ trang nhà Marine Smil New Machines, Officer Promotion for mươi 2024 and Projected Officer Promotion for April 2024, nữ trung tá thủy lục chiến Hoa Kỳ Elizabeth Phạm đã được chính thức thăng cấp đại tá ngày 26 tháng 2 năm 2024. Trung tá Elizabeth Phạm được đề cử thăng cấp đại tá hồi tháng 11 năm 2023 cho tài khóa YF25. Trung tá Elizabeth Phạm là một trong 144 trung tá thủy lục chiến được đề cử thăng cấp đại tá và đã được Ủy quan Quân vụ Thượng viện của Hậu hội Hoa Kỳ bầu chọn ngày 30 tháng 11 năm 2023. Đại tá Elizabeth Phạm là nữ phi công gốc Việt đầu tiên ba chiến đấu cơ F-18 của không quân thiểu lược chiến Cô là phụ nữ gốc Việt thứ hai mang cấp bậc đại tá thủy lục chiến Hoa Kỳ. Trước cô là đại tá thủy lục chiến T. Festo, nay đã hưu hưu. Đặc biệt, phu quân của Elizabeth Phạm cũng mang cấp bậc trung tá cùng phục vụ trong quân chủng thủy lục chiến. Elizabeth Phạm sinh năm 1978, cô tốt nghiệp Đại học University of San Diego, sau đó, cô thủ quấn tại trường sĩ quan thủy lục chiến và được tuyển chọn thủ quấn ngành phi công thủy lục chiến, trở thành phi công chiến đấu cơ F-18. Cô đã từng phục vụ trong các phi đoàn chiến đấu F-18 của không quân thủy lục chiến dùng Thái Bình Dương từ năm 2006 đến năm 2008. Cô đã bay 130 phi vụ yểm trợ tiếp cận, yểm trợ cho các đơn vị bộ chiến thiêu chiến tại chiến trường Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq. Sau đó, cô được thiên chuyển về phục vụ tại Bộ Quốc phòng trong vùng thủ đô Washington. Các nhiệm sở tiếp theo, cô phục vụ trong một phi đoàn chiến đấu cơ F-18 thi đua chiến tại Nhật Bản và đơn vị không quân thi đua chiến tại căn cứ Camp Ben Luton, San Diego. Từ năm 2022 đến 2023, Trung tá Elizabeth Phạm, tu nghiệp tại trường Đại học Hải quân Hoa Kỳ, United States Naval War College, niên khóa 2022 đến 2023. Đại tá Elizabeth Phạm được thăng cấp thiếu tá năm 2011, trung tá năm 2019. Trong suốt thời gian phục vụ thiếu lục chiến, cô được ân thưởng nhiều loại huy chương cao quý của thi đua chiến và hải quân Hoa Kỳ. Tháng 6 năm 2023, cô thắng giải thưởng danh dự nghiên cứu AFCEA về đề tài khám phá hệ thống vũ khí an ninh mạng xã hội phòng thủ chống lại vũ khí thuyết phục đại chúng của Trung Quốc từ giải thưởng học thuật trung niên khóa 2022 đến 2023 của Đại học Hải quân Hoa Kỳ, United States Naval War College. Theo hệ thống thăng cấp sĩ quan Hoa Kỳ, Military Commission Officer Promotion, thì sau 3 năm mang cấp trung tá, khoảng 50% sĩ quan trung tá sẽ được thăng cấp đại tá. Và cũng theo Defense Primer, Military Officer of Updates November 23 năm 2022 thì thiếu lục chiến Hoa Kỳ có 1950 trung tá và 655 đại tá. Sĩ quan gốc Việt phục vụ trong quân chủng thiếu chiến hiện nay gồm có không tính sĩ quan cấp trung quý và thiếu quý thì gồm có một thiếu tướng, bốn đại tá, bảy trung tá, không tính năm vị hầu hưu, 26 thiếu tá và khoảng 40 đại quý Cho đến nay vẫn chưa có phụ nữ gốc Việt mang cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Nhưng có một số vị nữ công chức cao cấp liên bang Hoa Kỳ, Senior Executive Service, gốc Việt đang phục vụ trong các ngành an ninh và quốc phòng Hoa Kỳ như bà Giao Phan, bà Dương Nguyệt Ánh và một số phụ nữ khác đang phục vụ tại các bộ sở liên bang Hoa Kỳ. Ngài công chức cao cấp liên bang Hoa Kỳ tức là SECS tương đương với cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Tùy theo thứ bậc nhập thâm niên của họ, họ đảm nhận những chức vụ quan trọng trong quân đội như những vị tướng. Như trường hợp bà Giao Phan hiện nay là cấp chỉ huy thứ hai trong bộ tư lệnh kỹ thuật hàng hải Hải quân Hoa Kỳ. Vị trí của bà chỉ sao phó đề đốc Sam P. này. Chúng ta hy vọng sẽ có phụ nữ gốc Việt mang cấp tướng quân đội Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới như một số phụ nữ gốc Hoa, gốc Hàn, gốc Nhật và Phi Lực Tân và các quốc gia Á Châu Thái Bình Dương mang cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ thay tài liệu tham khảo. Chúc Tân Đại tá Elizabeth thăng tiến trên đường binh nghiệp.